Chúng ta sang đoạn 5. Vừa rồi mình đã nói với các bạn là phải đan thêm hai cụm. Cụm là mũi K và mũi P 10, mỗi cụm 10 hàng. Ở đây mình đã đan xong. Đây, 10 hàng mũi K, 10 hàng mũi P và hai cái loại cụm này thì chúng ta đan vòng tròn thì không phải đổi mặt như đoạn 4 mình đã nói rồi. Đấy, giờ chúng ta sẽ phải đo thử. Như mình đã ướm cho bé nhà mình rồi thì là rất là vừa đầu. Và nhìn nó bị quăn thế này thôi nhưng mà đội lên đầu rất là phẳng. Chúng ta bắt đầu đo. Đầu đây chúng ta đo dòng xuống nó được khoảng 18 cm là được rồi. Đấy, mình đo đang được 18 cm nhé. Có nghĩa là đầu bạn nào mà bé nào mà nó dài đầu ấy, thì là chúng ta có thể điều chỉnh đan thêm một vài hàng nữa. Nhưng mà tầm như thế này chúng ta có thể dừng lại và chúng ta thu mũi dần. Ở trên que lúc đầu chúng ta gây gấu là có 70 mũi, sau đó chúng ta thêm là 10 thêm 1 thì tổng ở trên que chúng ta bây giờ là có 81 mũi. Đấy. Chúng ta đan sẽ gặp nhau ở cái phần gáy này gióng lên đây này, cái phần mình nối đây là cái phần thẳng đây. Chúng ta gióng lên. Gióng thẳng lên. Coi đó là kết thúc của hàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vừa kết thúc của hàng P. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu bước vào hàng K. Ở hàng này là mình đã thấy kích thước vừa với đầu của bé, đo từ mép lông mày bé mà hất lên ngược lên đỉnh đầu của bé là đã chạm kín cái phần đầu của bé. Bắt đầu chúng ta sẽ phải vào thu mũi. Bắt đầu chúng ta lại bắt đầu vào cái mũi K nhé. Đây chúng ta vào mũi K đây. Chúng ta đan, bây giờ bắt đầu thu mũi. Nói chung đan chiếc mũ này tương đối nhanh. Mũ người lớn nó cũng chỉ tăng hơn một chút thôi. Mũ người lớn vòng đầu tầm 55-56 cm. Mũ người lớn con gái, bé này đang là 50 cm. Đây chúng ta bắt đầu đan. Vẫn đan bình thường. Ở đây chúng ta sẽ đan ba này. Chúng ta cứ đan này đã. 4 này. 15 mũi chúng ta sẽ thu về 1 mũi nhé. Bắt đầu chúng ta đan 4 mũi rồi này. 15 thu về 1. Nghĩa là chúng ta thu dần dần nó sẽ bo nhọn nhọn cái chóp, sau đó chúng ta làm quả bông. Chúng ta cứ đếm thế. 2, 4, 5 rồi. 6. Đan mũi K nhé. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15. Ở đây đang được 15 mũi rồi. Chúng ta bắt đầu chập. Chập đây. Có nghĩa chúng ta sẽ xiên hai mũi về một, chúng ta thu vào, chập. Đấy, chúng ta đan. Đấy, đây đang được chập được về một rồi nhé. Tiếp tục đan 15 mũi K tiếp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chúng ta lại làm lại tiếp giống như vừa rồi, chập hai mũi về một. Đấy, chập hai này chúng ta vẫn đan bình thường để nó thu vào. Đấy, chúng ta đã thu rồi, chúng ta cứ phải đẩy dồn que này ra. Tiếp tục 1 2 3 4 5 6 7. Tám, chín, mười, mười một, mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười năm.
Chúng ta lại chập tiếp. Cứ như vậy cho hết dòng thôi. Mười năm. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười năm. Chúng ta bắt đầu chập. Chín. Mười. Mười một. Ở đây nó đang nẻ. Mười một mũi. Nẻ mất hai. Chúng ta. Đây đang là mười một mũi rồi nhá. Nó nẻ hai mũi. Chúng ta chập lốt nó nè. Nói chung là nó cứ. Cái khoảng nó tầm tầm đều đều đấy là được thôi. Ở đây của mình đang bị nẻ mũi. Không sao cả. Mục đích của nó là để cho thu mũi dần thôi. Chúng ta vừa thu được một hàng. Bây giờ tiếp tục. Vẫn đan tất cả mỗi dòng ca này. Chúng ta sẽ đan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ở dòng này chúng ta này 14 mũi nhá, 14 này tiếp tục chập về 1 tiếp, 2 mũi về 1. Dòng thứ hai của thu mũi chúng ta làm như vậy nhá. Hàng 1 thì 15 thu về 1, hàng số 2 thì 14 thu về 1, cứ như vậy cho đến hết dòng. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Được 14 mũi rồi. Thu ra sao? Chúng ta lại chập 2 mũi về 1. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Đây chúng ta lại 2 thu về 1. Chập sợi vào đan như bình thường. Chúng ta tuôn que này ra trước. Một. Ôi. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín.
10, 11, 12, 13, 14. Hay chúng ta bắt đầu lại chập. Đây, chúng ta tiếp tục. Một số còn lại mũi này chúng ta không chập nữa, bởi vì là nó đang còn ít số mũi. 22 này chúng ta không chập. Còn số mũi trên quê chúng ta không đếm mà chúng ta đan hết. Phần ở gáy này nó không quan trọng nhiều như phần ở phần mặt trước của mũ. Đấy, chúng ta sẽ phải đan. Đây, hình ra mũ ở đây nó sẽ thu từ từ, nó sẽ thu nhọn lên trên, sau đó chúng ta thít dây vào làm chúng ta bốc quả bông ở trong là xong thôi. Bây giờ vừa rồi mình đã đan được hai dòng của thu mũi là 15, thu về 15 mũi thì thu về 1, 14 mũi thu về 1. Bây giờ các bạn sẽ phải làm cho mình tiếp như sau. Tương tự thôi, cách thu mũi chỉ cứ chập 2 mũi về 1. Nhưng vừa 15 này về 1 này, 14 về 1 này, 13 về 1, 12 về 1, 11 về 1, 10 về 1, 9 về 1, 8 về 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 về 1, 6 về 1, 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, chúng ta sẽ phải thu. Có nghĩa là đầu tiên là 15 này về 1 này, 14 về 1 này, 13 về 1, 12 về 1, 11 về 1, 10 về 1, 9 về 1, 8 về 1, 7 về 1, 6 về 1. Tổng là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổng đây các bạn sẽ thu cho mình tương tự như vậy. Đến hàng 6 về 1, thu về 1 thì chúng ta còn lại trên que, thì lúc đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn thít mũi vào và kết thúc sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ vào cách làm quả bông. Đấy, các bạn cứ đan cho mình tương tự mũi ca như vậy. Số còn lại ở trên, ở quế phía que thì chúng ta không cần phải đếm đâu. Chúng ta tự tuôn nó đủ về số mũi như vừa rồi, hàng 14 và 15 thêm 1, thu về 1 đấy. Không cần phải, bởi vì nó nẻ số mũi chúng ta dồn về không sao cả, vì đó là sau gáy. Đấy, chúng ta cứ làm như thế cho đến 6 về 1 rồi chúng ta dừng lại ở đoạn số 5 này nhá. Mình kết thúc ở đoạn 5 tại đây. Các bạn cứ làm thế cho mình.